Khổng Tử là ai mà có tầm ảnh hưởng nhất nhì lịch sử Trung Hoa? Từ lâu, Khổng Tử được xem là người khai sáng ra nho học. Ông cùng với Lão Tử là hai vị nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì lịch sử Trung Hoa. Ông dành cả cuộc đời chu du khắp nơi để truyền bá triết lý của mình. Những tư tưởng của ông không chỉ tồn tại ở thời Trung Hoa cổ mà còn song hành với sự phát triển hiện đại ngày nay. Bươn chải mưu sinh. Qua nhiều thế kỷ, Khổng Phu Tử đã được coi là một vị thánh của Trung Hoa. Vì vậy, cuộc đời của ông đã được mô tả, thêu dệt bằng nhiều chuyện kể, truyền thuyết, khiến cho rất khó mà tạo dựng lại tiểu sử một cách chính xác. Lời tường thuật có chi tiết nhất về cuộc đời của Khổng Phu Tử là trong sách Sử Ký của Tư Mã Thiên. Nhà sử học Trung Hoa đã sống từ năm 145 tới năm 86 trước công nguyên. Nhiều học giả thời nay đã không tin vào tiểu sử này, coi sử gia Tư Mã Thiên đã tiểu thuyết hóa tiểu sử của Khổng Phu Tử. Tuy nhiên, căn cứ vào các đàm thoại trong sách Luận Ngữ giữa Khổng Tử và các môn đệ, người ta có thể hiểu được cuộc đời của nhà đại hiền triết Đông Phương này. Ông tổ ba đời của Khổng Tử vốn gốc người nước Tống, Hà Nam, dời sang nước Lỗ, Sơn Đông. Thân phụ của Khổng Tử tên là Thúc Lương Ngột, làm quan võ, lấy bà vợ trước sinh được 9 người con gái. Khi đã về già, thân phụ ông mới lấy bà Nhan Thị và sinh ra Khổng Tử. Vào mùa đông tháng 10 năm Canh Tuất, năm thứ 21 đời vua Linh Vương nhà Chu, tức năm 551 trước công nguyên. Chuyện kể rằng bà Nhan Thị có lên núi Ni Khâu để cầu tự. Vì thế khi sinh ra, Khổng Tử được đặt tên là Khâu, tự là Trọng Ni. Có sách lại chép rằng Khổng Tử có tên là Khâu vì tráng cao và gồ lên như cái gò, vì Khâu theo ý nghĩa chữ Trung Hoa là cái gò. Khi Khổng Tử lên 3 tuổi thì thân phụ mất. Ông tự thuật rằng ông đã trải qua một tuổi thơ nghèo khổ. Thuở bé ta chịu cảnh nghèo nên phải làm việc hạ tiện. Ông đã phải bươn chải mưu sinh, không câu nệ những việc thấp hèn. Nhờ thế mà có thể tự học tập được. Những kinh nghiệm gian lao của tuổi thơ đã giúp ông nhận chân nỗi thống khổ của dân nghèo và bắt đầu suy tư sâu sắc về nó. Khổng Tử và Lão Tử. Năm 19 tuổi, Khổng Tử lập gia đình và sau đó nhậm chức ủy lại với công việc là cai quản việc đông thóc ở kho, sau lại làm tu chức lại, coi việc nuôi bò, dê để dùng vào việc cúng tế. Vào lúc này, Khổng Phu Tử đã nổi tiếng là một người tài giỏi, vì vậy một vị quan nước Lỗ tên là Trọng Tôn Cồ đã cho hai người con theo học là Hà Kỵ và Nam Cung Quát. Khổng Tử nghiên cứu về nho học nên rất chú ý đến các lễ nghi và phép tắc của các bậc đế vương đời trước và muốn tìm hiểu các bản văn, tài liệu có liên quan. Thời đó, những tài liệu như vậy được lưu trữ tại Lạc Dương, là kinh đô của nhà Chu. Năm 28 hay 29 tuổi, Khổng Tử được vua đã cấp cho một cỗ xe ngựa và vài người hầu hạ để ra đi. Thời đó, người phụ trách tòa nhà lưu trữ các văn thư cổ ghi chép các biến cố từ thế kỷ 23 trước công nguyên trở về sau là Lão Tử. Các văn kiện của thời đại đó được khắc bằng chữ cổ lên trên ngói, tre hay mu rùa. Lão Tử đã giúp Khổng Tử sử dụng các văn khố sao chép tài liệu để về sau này dùng làm căn bản cho việc sang đỉnh sách. Sách Sử Ký của Tư Mã Thiên đã chép rằng Khổng Tử đến hỏi Lão Tử về lễ. Lão Tử đáp rằng người quân tử gặp thời thì đi xe, không gặp thời thì đội nón lá mà đi chân. Ta nghe người buôn bán giỏi, khéo chứa của, coi như người không có gì. Người quân tử có đức tốt, coi diện mạo như người ngu dại. Ông nên bỏ cái khí kiêu căng, cái lòng ham muốn cùng cái sắc dục và dâm trí đi, những cái ấy đều vô ích cho ông. Khổng Tử ra về, bảo các đệ tử rằng chim thì ta biết nó bay được, cá thì ta biết nó lội được, giống thú thì ta biết nó chạy được. Chạy, bay, lội ta có thể chăn lưới mà bắt được. Đến như con rồng thì ta không biết nó cưỡi gió, cưỡi mây bay lên trời lúc nào. Hôm nay ta thấy Lão Tử như con rồng vậy. Sự nghiệp trắc trở. Sau khi ở Lạc Dương trở về, nền học vấn của Khổng Tử cũng được mở rộng hơn trước. Học trò vì thế theo học rất đông. Ý muốn của Khổng Tử là mang sở học của mình ra trị dân giúp nước, nhưng vua nước Lỗ không dùng ông. Khi nước Lỗ có loạn, Khổng Tử phải bỏ chạy sang nước Tề. Vua nước Tề là Tề Hầu đã đón ông tới để hỏi ý kiến về các vấn đề chính trị và đã rất khâm phục và định dùng, nhưng ý định đó đã bị quan đại phu là Án Anh ngăn cản. Buồn bã, Khổng Tử lại trở về nước Lỗ, nghiên cứu về đạo Thánh Hiền và mở trường dạy học. Vào năm Khổng Tử 51 tuổi, vua nước Lỗ mời ông làm quan Trung Đô Tể, tức là vị quan quản trị kinh thành, rồi thăng lên cấp Đại Tư Khấu, tức là Bộ trưởng Tư pháp ngày nay.
Trong 4 năm đảm nhiệm chức vụ này, Khổng Tử đã đặt ra các phép tắc, đề ra việc cứu giúp các người nghèo khó, quy định việc chôn cất người chết. Nhờ luật lệ phân minh, mọi người dân được dạy bảo các điều lễ nghĩa, trai gái theo lễ giáo, kẻ gian phi không có. Sau đó, vua nước Lỗ lại cất nhắc Khổng Tử lên chức nhiếp tướng sự, được quyền bàn việc nước. Chuyện còn kể rằng khi cầm quyền, ông đã giết kẻ gian thần là Nhiếp Chính Mão và giúp nước Lỗ trở thành một miền đất thanh bình, thịnh trị. Vua nước Tề bên cạnh bèn tìm cách hãm hại nước Lỗ bằng cách đưa qua tặng vua Lỗ gái đẹp và ngựa tốt, khiến cho vua Lỗ đam mê. Vì thế, Khổng Tử đã từ chức rồi rời qua nước Vệ cùng một số môn đệ. Chu Du Thiên Hạ. Chỉ ở nước Vệ 10 tháng mà không được vua nước này trọng dụng, Khổng Tử lại đi qua nước Trần, và trên đường đi tại đất Khuông, ông bị nhầm lẫn là Dương Hổ, một tên tàn bạo nên bị bắt nhầm. Rồi trong thời gian ở nước Tống, Khổng Tử cũng suýt bị ám hại bởi quan Tư Mã tên là Hoàng Khôi. Sở dĩ Khổng Tử đi hết nước này qua nước kia vì chỉ muốn đem cái sở học của mình về trị dân để thuyết phục các bậc vua chúa. Nhưng vào thời kỳ loạn lạc đó, không bậc vương giả nào chú ý đến các điều lễ nghĩa của Khổng Tử. Có lẽ trong thời gian đi chu du thiên hạ này, trường phái Khổng học đã được củng cố và số môn đệ theo học cũng gia tăng rất nhiều. Tính ra từ khi rời nước Lỗ, Khổng Tử đã đi qua tất cả 14 nước và trở về quê hương vào tuổi 68, có lẽ vào năm 484 trước công nguyên. Không có văn bản nào ghi lại các năm cuối đời của Khổng Tử, song chắc chắn ông đã dùng khoảng thời gian cuối cùng này để dạy học trò, đọc lại tất cả các tài liệu thu thập được trong các chuyến đi và biên soạn các tác phẩm. Những năm cuối cùng cũng là giai đoạn bất hạnh đối với Khổng Tử, vì người con trai độc nhất của ông qua đời, rồi tới lượt Nhan Hồi là môn đệ yêu quý của ông. Năm 480, Tử Lộ cũng chết vì trận mạc. Khổng Tử mất vào năm 497, thọ 72 tuổi, mộ chôn tại Khổng Lâm, cách huyện Khúc Phụ thuộc tỉnh Sơn Đông 2 dặm. Các môn đệ rất thương tiếc vị thầy nên họ đã làm nhà bên mộ và để tang trong nhiều năm. Kho tàng của Khổng Tử. Khổng Tử được coi là một trong các nhà biên soạn những sách cổ quan trọng nhất của Trung Hoa. Ông đã xếp đặt lại các văn thơ cổ trong cuốn Kinh Thi. Đây là bộ sách chép các bài ca dao từ thời Thượng Cổ tới đời vua Bình Vương nhà Chu. Bộ Kinh Thư của Khổng Tử là một bộ sự rất có giá trị, đã ghi chép các lời vua tôi khuyên bảo nhau từ đời Nghiêu Thuấn đến đời Đông Chu. Bộ Kinh Dịch là bộ sách lý học giải thích quan niệm của người Trung Hoa cổ xưa về cách biến hóa của trời đất. Trong đó có cả cách bói toán để đoán trước điều lành dữ. Khổng Tử đã soạn lại sách này nhưng giảng rõ thêm về phần đạo lý, khiến cho sau này Kinh Dịch là một bộ sách trọng yếu của Nho giáo. Bộ sách thứ tư của Khổng Tử là Kinh Lễ. Đây là bộ sách ghi chép các lễ nghi để duy trì các tình cảm tốt, các phép tắc cư xử trong xã hội. Kinh Nhạc là bộ sách thứ năm đã bị thiệt hại nhiều nhất do việc nhà Tần đốt sách. Bộ sách quan trọng nhất và do chính Khổng Tử soạn ra là Kinh Xuân Thu. Ông đã dùng lối viết sử để chép các chuyện về nước Lỗ với đầy đủ niên biểu của 12 vị vua bắt đầu từ năm 722 tới năm 479 trước công nguyên. Đây là một bộ sách hàm chứa các triết lý về nền chính trị của nước Trung Hoa thời cổ. Sau khi Khổng Tử đã qua đời, các môn đệ của ông đã biên soạn cuốn Luận Ngữ ghi chép các đàm thoại của Khổng Tử. Cuốn sách này nhấn mạnh tới nền triết học chính trị của ông. Khổng Tử cho rằng việc chính trị trở nên tốt hay xấu là do nhà cai trị và người này phải mang lại hạnh phúc và an lạc cho người dân. Muốn thế, bậc vua chúa phải làm gương tốt để ảnh hưởng đến hành động của những người khác. Tôn chỉ này của Khổng Tử được nói ra ở Kinh Xuân Thu với các ý nghĩa chính danh và định phận, và một nước được thịnh trị vì nơi đó vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con. Khi danh phận đã được định rõ thì mọi người đều có địa vị chính đáng của mình. Trên ra trên, dưới ra dưới, tất cả đều có trật tự phân minh. Đây là chủ thuyết chính danh của Khổng Tử. Nhân cách lớn. Khổng Tử là một người thầy có nhân cách lớn. Những học trò tôn kính ông không chỉ bởi sự uy nghiêm của một người thầy, mà ẩn sâu đó là một trái tim chân thành, giàu tình cảm và đầy tâm huyết với nghề. Tuy là một người có vốn kiến thức khá rộng về nhiều lĩnh vực, nhưng Khổng Tử không bao giờ tự nhận mình là một người hiểu biết nhiều. Đối với ông, kiến thức mà ông có được không bao giờ là đủ, như hạt cát giữa sa mạc bao la. Khổng Phu Tử quả là một nhà nhân bản, một trong các bậc thầy vĩ đại của lịch sử Trung Hoa. Ảnh hưởng của ông đối với các môn đệ đương thời rất sâu rộng, và những người này đã cắt nghĩa lý thuyết của Khổng Tử, khiến cho tới đời nhà Tiền Hán từ năm 206 trước công nguyên tới năm 8 sau công nguyên,
lý thuyết Khổng giáo đã trở thành ý thức hệ của triều đại đó. Khổng Tử quan niệm phải tu dưỡng đạo đức cá nhân, tiếp đến là xây dựng gia đình, cuối cùng mới có thể trị quốc mà bình thiên hạ. Suốt cuộc đời của mình, ông chọn cho bản thân lối sống an nhàn, khiêm nhường, không tranh đua với đời. Tất cả những phẩm chất ấy toát lên khí chất của một nhà nho vĩ đại,